áp à, về danh Hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện áp tải ngay áp về danh Cô xin chào các em nha Sau khi mà chúng ta đã học xong cả học kỳ 1 của sách giáo khoa ngữ văn lớp 7 Kết nối tri thức Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập học kỳ 1 A. À, ôn tập kiến thức Câu 1 trang 130, sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 1. Trong học kỳ 1, em đã học các bài như Bầu trời tuổi thơ, khúc nhạc tâm hồn, cội nguồn yêu thương, gia điệu đất nước, màu sắc trăm miền. Hãy chọn mỗi bài một phần bản mà em xác định là tiêu biểu cho chủ đề và thể loại của bài học và lập bản vào vở theo mẫu gợi ý sau. Bài 1. Văn bản Đi lấy mật Tác giả là đoàn giỏi Thể loại ở đây là tiểu thuyết đặc điểm nổi bật về mặt nội dung văn bản kể về một lần an theo tí nuôi hay còn gọi là cha nuôi và cò đi lấy mật ong trong rừng u minh trong quá trình đi lấy mật ong an đã thấy được khung cảnh thiên nhiên vô cùng phong phú và sống động của rừng u minh nghệ thuật thì miêu tả chân thực trữ tình ngôn ngữ đậm màu sắc địa phương văn bản bài 2 văn bản đồng giao mùa xuân tác giả nguyễn khoa điềm thể loại là thơ bốn chữ đặc điểm nổi bật về mặt nội dung là hình ảnh của người lính bộ đội cụ hồ trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Đồng thời, thông qua bài thơ, tác giả gửi gắm nỗi niềm xót thương và trân trọng vô hạn đối với họ. Nghệ thuật điệp ngữ, nhân hóa Bài 3, văn bản, vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, tác giả Nguyễn Ngọc Thuần, thể loại là truyền, đặc điểm nổi bật về mặt nội dung, văn bản kể về trải nghiệm của nhân vật tôi khi được người bố của mình dẫn dắt đến khả năng thú vị. Đó là việc nhắm mắt và cảm nhận mọi thứ diễn ra xung quanh, về mùi hương, về âm thanh, khoảng cách. Nghệ thuật ở đây thì ngôn ngữ, ngôn từ giản dị, chân thành. Bài 4. Văn bản Mùa xuân nho nhỏ, tác giả Thanh Hải, thể loại là thơ năm chữ. Và nội dung, cảm nhận của tác giả về mùa xuân của thiên nhiên, của đất nước, từ đó, tác giả gửi gắm khát vọng hóa thân muốn được cống hiến cho đời của mình. Nghệ thuật ở đây là điệp ngữ. Bài 5, văn bản Chuyện cơm hến, tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường, thể loại là tảng văn, đặc điểm nổi bật về mặt nội dung là suy nghĩ cá nhân của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường về món cơm hến, một món ăn đặc trưng của xứ Huế, bằng cảm nhận tinh tế, ngồi bút tài hoa, nhà văn đã giới thiệu được với bạn đọc một món ăn hết sức gần gũi, dân giả dạ nơi quê hương mình. Nghệ thuật là ngôn ngữ gần gũi, tâm tình. Bây giờ chúng ta sang câu 2, trang 130, sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 1 em đã thực hành viết các kiểu bài tóm tắt văn bản tập làm thơ bốn chữ hoặc năm chữ phía đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc bài thơ bốn chữ năm chữ phân tích đặc điểm nhân vật phía bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc phía văn bản tường trình hãy thực hiện những yêu cầu sau đây a trình bày yêu cầu đối với mỗi kiểu bài b tóm tắt một văn bản mà em đã đọc đã học chọn một trong hai hình thức thể hiện sau tóm tắt văn bản theo hình thức đoạn văn Tóm tắt văn bản bằng hình thức bài thơ 4 chữ hoặc 5 chữ. Bây giờ thì chúng ta sẽ trả lời lần lượt các câu các ý trong bài trong câu hỏi này nha. A. À, yêu cầu đối với mỗi kiểu bài là ở tóm tắt văn bản thì yêu cầu là phải phản ánh đúng nội dung của văn bản gốc, trình bày được những ý chính, những điểm quan trọng của văn bản gốc. Sử dụng các từ ngữ quan trọng của văn bản gốc đáp ứng được những yêu cầu khác nhau về độ dài của văn bản tóm tắt. Tập làm thơ 4 chữ hoặc 5 chữ thì yêu cầu về hình thức nghệ thuật là số tiếng trong mỗi dòng thơ là 4 tiếng hoặc 5 tiếng. Các dòng thơ bắt vần với nhau là vần liền, vần cách, vần hỗn hợp. Nhịp thơ phù hợp với tình cảm, cảm xúc, hình ảnh để biểu đạt cảm xúc. Biện pháp tu từ để tăng tính gợi hình, gợi cảm, về mặt nội dung thì cần phải có tình cảm, cảm xúc của nhân vật, của của người viết. Thông điệp mà em gửi gắm qua bài thơ là gì? Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ. Gõ những yêu cầu là giới thiệu được bài thơ và tác giả, nêu được ấn tượng, cảm xúc chung về bài thơ, diễn tả được cảm xúc về nội dung và nghệ thuật, đặc biệt chú ý tác dụng của thể thơ bốn chữ hoặc năm chữ trong việc tạo nên nét đặc sắc của bài thơ. Khái quát được cảm xúc về bài thơ. Còn phân tích đặc điểm nhân vật thì có những yêu cầu như sau: giới thiệu được nhân vật trong tác phẩm văn học, chỉ ra được đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm. Nhận xét được nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn. Nêu được ý nghĩa của hình tượng nhân vật viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc thì yêu cầu giới thiệu được đối tượng biểu cảm là con người hoặc là sự việc và nêu được ấn tượng ban đầu về đối tượng đó nêu được những đặc điểm nổi bật khiến cho người sự việc đó để lại tình cảm ấn tượng sâu đậm trong em thể hiện được tình cảm suy nghĩ đối với người hoặc sự việc được nói đến sử dụng ngôn ngữ sinh động giàu cảm xúc văn bản tường trình thì có những yêu cầu như viết phần mở đầu đúng thể thức chú ý chiều khoảng cách rộng hơn giữa dòng ghi địa điểm ngày tháng làm bản tường trình với những thông tin ngay phía trên và tiếp dưới đó văn bản tường trình thì phải thể hiện được nội dung khái quát nhất của vụ việc khi viết dòng này cũng chú ý chiều khoảng cách trên dưới hợp lý như khi viết dòng ghi địa điểm thời gian làm bản tường trình ở trên để tên người hoặc cơ quan nhận bản tường trình xưng danh với đầy đủ họ tên trình bày vụ việc ngắn gọn nhưng rõ ràng đảm bảo có đủ thông tin về thời gian địa điểm người liên quan nguyên nhân diễn biến và hậu quả để lại đặc biệt là cần phải nói rõ tư cách trách nhiệm của em trong vụ việc nêu cam kết về tính trung thực của nội dung thường trình mẫu câu thường dùng là tôi xin cam đoan nội dung trình bày trên là trung thực tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về điều mình đã viết nêu lời hứa hoặc lời đề nghị ký và ghi đủ họ tên ở phần dưới cùng lệnh góc phải trang giấy. Bây giờ chúng ta sẽ tóm tắt văn bản đi lấy văn bản bầy chim chìa vôi. Vào lúc nửa đêm, cậu bé Mon tỉnh giấc và hỏi anh của mình. Vào lúc nửa đêm, cậu bé Mon tỉnh giấc và hỏi anh của mình là Mon về trận mưa và dòng nước đang dâng lên. Hóa ra cậu đang lo lắng cho những chú chim chìa vôi bị chết đuối. Thế rồi, hai cậu bé cùng trò chuyện về cuộc sống làm tổ của những chú chim. Vào mùa nước cạn, chim chiều vôi tìm giải cát được đệm bởi đám rong khô và dày để đẻ trứng. Chỉ khi giải cát đó chim vào dòng nước, thì khi đó những chú chim mới bước khỏi dòng nước bay vào bờ. Tuy vậy thì hai chú chim non, chứ hai chú chim bé con vẫn rất lo lắng cho bầy chim. Tuy vậy thì hai chú bé con vẫn rất lo lắng cho bầy chim và quyết định chèo đò sang sông, mang chúng vào bờ. Tới nơi, hai anh em cùng cố gắng nhìn xem dạy khác đã bị nước cuốn hay chưa. May mắn thay, bãi cát vẫn còn, dù chú chim vẫn chưa bay lên. Trong những phút giây ngay sau đó, hai đứa bé đã chứng kiến một cảnh tượng xúc động. Đó là hình ảnh những chú chim bé bỏng và ướt át, đột ngột, bước khỏi dòng nước khổng lồ bay lên. Không những thế, Mên và Mon còn lặng mình khi thấy cảnh chim mẹ cứu vớt chú chim non đuối sức. Trước cảnh tượng đó, Mên và Mon đều không biết chúng đã khóc từ lúc nào. Câu 3 trang 130 sẽ giáo khoa Ngữ văn lớp 7 tập 1. Nêu những nội dung mà em đã thực hành nói và nghe ở mỗi bài học trong học kỳ vừa qua. Những nội dung này có liên quan như thế nào với những gì em đọc hoặc viết? Bài học 1. Nội dung thực hành nói và nghe là trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm. Liên quan đến đọc và viết là câu chuyện của các bạn nhỏ trong hai văn bản bày chim chiều vôi và đi lấy mật chắc hẳn đã gợi cho em nhiều suy nghĩ và cảm xúc về thế giới tự thơ, từ thực tế cuộc sống của mình và những điều học hỏi được qua sách báo, phương tiện nghe nhìn. Em hãy trao đổi với các bạn về một vấn đề mà em quan tâm. Bài 2 Trình bày suy nghĩ về một vấn đề đời sống được gợi ra từ tác phẩm văn học. Liên quan đến đọc và viết là Hai bài ở phần đọc đã gợi cho em những suy nghĩ về người lính từ tình yêu đất nước về sự hòa quyền giữa tình yêu gia đình với tình yêu quê hương đất nước từ tác phẩm đã đọc hãy đã đọc hoặc đã học em hãy trình bày suy nghĩ về một vấn đề đời sống được rút ra từ tác phẩm ấy bài 3 trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống được gợi ra từ một nhân vật văn học thì Liên quan đến đọc và viết là Ở phần viết, em đã được thực hành viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học Chính vì vậy, ở phần nói, em có thể trình bày ý kiến của mình về một vấn đề đời sống được gợi ra từ nhân vật ấy 4. Nội dung thực hành nói và nghe là Trình bày ý kiến về những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng Liên quan đến đọc và viết là ở phần viết thì em được thực hành viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc chính vì vậy ở phần nói và nghe em sẽ thảo luận trình bày về hoạt động thiện nguyện về những người hoặc sự việc uh, hoặc hoạt động trong uh, sự việc trong những hoạt động đó Và năm trình bày ý kiến về vấn đề văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại liên quan đến đọc và viết là ở phần đọc thì em đã được học các tác phẩm có chủ đề là các món ăn phong tục tập quán của các địa phương thì ở phần nói em sẽ được tiếp tục thảo luận, trao đổi, trình bày về vấn đề văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại. Câu 4 trang 130 sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7 tập 1, tóm tắt kiến thức tiếng Việt mà em đã học trong học kỳ 1 theo mẫu sau. Bài 1, bầu trời tuổi thơ. Kiến thức tiếng Việt là mở rộng trạng ngữ trong câu bằng cụm từ. Trạng ngữ trong câu có thể là hoặc cụm từ, nhờ mở rộng bằng cụm từ thì trạng ngữ cung cấp thông tin cụ thể hơn về mặt không gian và thời gian. Ví dụ như, buổi sáng cả khu vườn thơm ngát hương hoa bưởi, hoa cam, hoa chanh và hoa bạc hà thật mát lành. Buổi sáng mùa xuân, cả khu vườn thơm ngát hương hoa bưởi, hoa cam, hoa chanh và hoa bạc hà thật mát lành. Từ mùa xuân được mở rộng cho từ buổi sáng đã làm rõ hơn thời gian của sự việc được nêu ở trong câu ở bài khung nhạc tâm hồn kiến thức tiếng Việt là biện pháp tu từ. Nhận biết biện pháp tu từ nói giảm nói tránh bằng cách dùng các từ đồng nghĩa, đặc biệt là từ Hán Việt, dùng cách nói vòng, dùng cách nói phủ định. Ví dụ, bác Hồ đã hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc. Nghĩa của từ Ví dụ, tôi ăn xôi đậu, con ruồi đậu mâm xôi. Từ đậu ở câu đầu tiên là một loại hạt có vị bùi khi đùng chính tạo mùi thơm cho thức ăn còn từ đậu ở câu 2 là hành động hạ cánh của một vật nào đó ngoài ra thì chúng ta còn có biện pháp tu từ cội nguồn yêu thương kiến thức tiếng việt đã học là số từ Số từ được phân chia làm hai nhóm, số từ chỉ số lượng và số lượng xác định và số từ chỉ số lượng ước chừng. Khi biểu thị số lượng sự vật, số từ thường đứng trước danh từ. Số từ chỉ thứ tự thường kết hợp với các từ thứ như các từ thứ hạng, loại, số đứng sau danh từ trung tâm thể hiện thứ tự của sự vật được nêu ở danh từ trung tâm. Ví dụ như tôi ngồi bàn thứ nhất. Phó từ Phó từ được phân chia làm hai nhóm, phó từ kèm danh từ, phó từ đi kèm động từ. Ví dụ như, những con voi ấy rất khỏe. Bài Giai điệu đất nước Kiến thức tiếng Việt là ngữ cảnh và nghĩa của từ, của từ ngữ trong ngữ cảnh. Khi đọc hay nghe chỉ một từ, ta không thể biết người đọc người viết hay người nói muốn dùng nghĩa nào của từ này. Thế nhưng, từng nghĩa một của từ đó sẽ được xác định nếu ta đặt nó trong một ngữ cảnh, xem xét trong một sự kết hợp với từ bên cạnh. Ví dụ, giọng cô ấy rất ngọt. Nước mía này ngọt quá. Ngọt ở câu đầu tiên, ý chỉ giọng nói hay, bắt tay. Còn ngọt ở câu thứ hai là vị ngọt được tạo nên trong vị giác. Ngoài ra thì chúng ta còn học về nghĩa của từ dấu câu và biện pháp tu từ. Bài màu sắc thiên nhiên. Dấu câu, biện pháp tu từ, từ ngữ địa phương. Từ ngữ địa phương là từ ngữ được sử dụng ở mỗi vùng miền riêng biệt. Những từ đó phát sinh từ những nét riêng về điều kiện tự nhiên, đặc điểm tâm lý và phong tục tập quán của cư dân địa phương. Từ ngữ địa phương có thể thể hiện tính đa dạng trong ngôn ngữ của một cộng đồng. Từ ngữ địa phương được dùng nhằm tạo sắc thái địa phương cho câu chuyện, nhân vật, ví dụ như là o là cô của ngôn ngữ miền Trung. Bây giờ chúng ta sang B, luyện tập tổng hợp. Sau khi đã ôn tập kiến thức về các thể loại văn bản và tiếng Việt, kiểu bài viết, kiểu bài nói và hoạt động nghe tương ứng trong trong các bài học của học kỳ 1 thì em hãy thực hành trên lớp và ở nhà làm vào vở theo các phiếu học tập như sau. Phiếu học tập số 1. 1. Đọc A. À, đọc văn bản. Các em hãy đọc văn bản Rừng cháy của Đoàn Giỏi, đất rừng phương Nam và trả lời những câu hỏi sau đây nha. Câu 1 trang 133 sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7 tập 1. Đề tài chính được tác giả khai thác trong văn bản là gì? A. Thiên nhiên vùng rừng tràm Nam Bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp. B. Thiên nhiên và cuộc sống con người vùng rừng tràm Nam Bộ. C. nạn cháy rừng và những nguy cơ về môi trường vùng rừng tràm Nam Bộ và D. cuộc sống nơi rừng tràm Nam Bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Câu trả lời chính xác chính là câu D. cuộc sống nơi rừng tràm Nam Bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Câu 2 trang 133 sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7 tập 1, giữa người kể chuyện và các sự chuyện và các sự việc trong câu chuyện có mối quan hệ như thế nào? A người kể chuyện là người chứng kiến các sự việc đã xảy ra b người kể chuyện là một nhân vật trong tác phẩm c người kể chuyện vừa chứng kiến vừa trực tiếp tham gia vào sự việc và d người kể chuyện được nghe kể lại từ một nhân vật khác ở đây người kể chuyện vừa chứng kiến vừa trực tiếp tham gia vào sự việc đáp án trả lời đúng là câu c bây giờ chúng ta sẽ sang phần trả lời câu hỏi Câu 1 trang 133, sẽ giáo khoa ở phần lớp 7, tập 1. nêu những chi tiết tiêu biểu giúp em nhận biết thời gian, không gian của các sự việc xảy ra trong câu chuyện. Những chi tiết tiêu biểu đó là Thế mà chỉ dừng, thế mà chỉ chừng 1 giờ sau tí nuôi tôi. Những ngày nắng ráo như hôm nay, rừng khô hiện lên với tất cả vẻ uy nghi tráng lệ của nó. Trong vắng lặng mệt mỏi của rừng đã xế chiều, Ba chiếc tàu bay của giặc Pháp bay vút qua bên trên khu rừng chúng tôi đang lấy mật. Câu 2, trang 133, sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 1, tóm tắt nội dung câu chuyện khoảng 5 đến 7 câu. Nội dung của câu chuyện có thể được tóm tắt như sau, các em tham khảo nha. Câu chuyện kể về hành trình quay trở về sau khi lấy được mật của nhân vật An. An cùng tí nuôi quay trở lại được gốc tràm nơi họ ăn nghỉ ngồi nghỉ ăn cơm chiều bữa trước. Tại nơi này, An đã cảm nhận được vẻ đẹp thiên nhiên rừng U Minh lúc chiều tà, một vẻ đẹp vắng lặng và yên tĩnh. An đang tận hưởng cái không gian ấy thì đột nhiên nghe tiếng động cơ gào rú chuyển động rung trời. Cả vùng rừng lúc này chuyển động với hàng loạt tiếng động như súng liên thanh, bom nổ, cả mặt đất cũng rung rinh như sắp sụp xuống. Hai cha con An nằm xuống tránh bom, nhưng không ngờ tới rằng giặc đang đốt rừng. Hai cha con chạy thoát thân, bỏ lại hai thùng mật. Chạy theo hai cha con là hàng loạt các con vật bốn chân khác, trong đó có đàn lợn rừng với con heo đầu đàn hung dữ. Câu 3, trang 133, sách giáo khoa ngược văn lớp 7, tập 1. Các sự việc trong câu chuyện được kể theo trình tự nào? Trình tự là thời gian. Câu 4, trang 133, sách giáo khoa người văn lớp 7, tập 1, tìm những chi tiết tiêu biểu thể hiện tính cách của nhân vật người cha, tiếng nuôi của cậu bé An. Những chi tiết tiêu biểu ấy là Chừng một giờ sau, tiếng nuôi đã dắt tôi ra đúng chỗ cây chàm. An ơi, nằm xuống mua, nó thả cái gì đen đen xuống kìa, nó thả. Tiếng nuôi tôi chưa nói dứt câu, vội đẩy tôi nằm ghi xuống cỏ. Chắc là bơm lép, đứng ngóc đầu dậy, đừng ngóc dậy đầu dậy nha con. An ơi, chạy thoát thân cái đã. Tiếng nuôi tôi vứt cái nón đang đội trên đầu xuống, tay chỉ cầm chiếc nỏ lôi tôi chạy ngược hướng gió. Thoát ra mau, cố lên, may ra thì còn kịp. Chúng ta sang phần 2, viết Câu hỏi trang 133, sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7, tập 1, viết đoạn văn khoảng 10 đến 15 câu phân tích đặc điểm nhân vật người cha, tiếng nuôi của cậu bé An. Và các em có thể tham khảo đoạn văn dưới này nha. Nhân vật người cha, tí nuôi của cậu bé An là một người mà tôi rất ấn tượng trong tác phẩm Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi. Từ đoạn trích đi lấy mật, ông hiện lên với một ngoại hình khỏe khoắn, điểm suyết là những chi tiết nhỏ thể hiện sự tinh tế chăm sóc con của mình và ở trong đoạn trích rừng cháy, tính cách ấy càng được thể hiện rõ ràng hơn. Câu chuyện về hành trình quay trở về của hai cha con à An sau khi lấy được mật, ngỡ tưởng con đường về sẽ đầy áp sự yên nhã, vui vẻ, nhưng đột nhiên có một tiếng động lớn từ khắp rừng. Đó chính là ba chiếc máy bay địch và chúng đã thả một cái gì đó đen đen xuống mặt đất. Ngay lập tức, tiên nuôi nói với An, nằm xuống mau. Điều này chứng tỏ ông là một người rất nhanh trí và có khả năng quan sát rất tốt. Quả không hổ là người con của rừng núi Em hiểu về đời sống cũng như là hoàn cảnh lúc bấy giờ Trong tình thế khá nguy hiểm như vậy Tín nuôi An hành động rất thận trọng và bình tĩnh Ông còn bảo An Chắc là bom lép Đừng ngốc đầu dậy nha con Nghe hai chữ Nghe con Khiến người đọc cảm nhận được rất sâu sắc tình cảm mà Tín nuôi dành cho An Đó chính là tình cảm gia đình Sự gắn bó Đầy yêu thương khi biết được giặc đốt rừng, ông lại một lần nữa xử lý tình huống một cách rất khéo léo. Tí nuôi an, tí nuôi bảo an chạy thoát hơn trước, bỏ lại hai thùng mật mía và cùng 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 động viên an và bản thân mình cố lên, may ra còn kịp. Đối với tí nuôi, tính mạng con người luôn là quan trọng nhất và chúng ta cần phải thật nhanh và cố gắng vượt qua nghịch cảnh. Tóm lại, nhân vật tí nuôi đã để lại trong em nhiều suy nghĩ về con người và cuộc sống. Ông là một tấm gương tấm gương vượt qua khó khăn, nghịch cảnh đời thường mà chúng ta không thể nào quên. 3. Nói và nghe Câu hỏi trang 133, sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 1, trình bày tóm tắt một văn bản truyền em tự tìm đọc, có nội dung gần gũi với những văn bản đã đọc. Văn bản mà cô... Văn bản truyền mà cô sẽ tóm tắt là thuần phục sư tử, Chuyện dân gian Ả Rập. Câu chuyện đã kể về một người phụ nữ tên là Malia. Nàng mới lấy chồng được 2 năm. Tuy trước khi cưới, chồng nàng là một người rất dễ mến, vui vẻ. Nhưng gần đây, anh ta thường xuyên gắt gỏng. Bất lực trước người chồng, nàng đi nhờ sự giúp đỡ từ một vị giáo sĩ già trong vùng. Đến nơi, vị giáo sĩ dặn dò Malia phải đem được ba sợi lông của con sư tử sống về. Ông sẽ nói cho bí quyết mong muốn hạnh phúc đã thôi thúc nàng đi vào rừng để làm quen với chúa sơn lâm một con vật không ai muốn lại gần hằng ngày nàng mang cừu non đến để có thể làm thân với con vật hung dữ này dần dần con vật thay đổi tính nó trở nên dịu dàng hơn và cho nàng lại gần cuối cùng thì malia cũng đã nhổ được ba sợi lông của sư tử sống mang về cho vị giáo sĩ nhận được sợi lông giáo sĩ khen ngợi nàng và hỏi Lẽ nào còn không làm mềm lòng nổi một người đàn ông vốn yếu đuối hơn con sư tử rất nhiều, còn đã nắm được bí quyết rồi đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang phiếu học tập số 2. 1. Đọc A. À, đọc đoạn thơ, các em hãy đọc đoạn thơ này và trả lời những câu hỏi cùng với cô nha. Câu 1 trang 134 sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7 tập 1, Cách trình bày các đoạn, các dòng trong đoạn thơ có gì đặc biệt? A. À, không sử dụng dấu chấm, dấu phẩy trong các dòng thơ. B, không viết hoa tên riêng trong các dòng thơ. C, không viết hoa chữ cái mở đầu, không sử dụng dấu câu và D, không sử dụng dấu chấm, dấu phẩy cuối dòng thơ. Ở đây thì câu trả lời khá là rõ ràng đúng không nào? Câu trả lời chính xác là câu C, không viết hoa tiếng mở đầu, không sử dụng dấu câu. Câu 2, trang 134 sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7, tập 1 biện pháp tu từ nào được sử dụng trong từ ngữ in động sau đây. Tôi yêu đất nước này áo rách. A. Nhân hóa. B. Hoảng dụ. C. Nói giảm nói tránh. Và D. So sánh. Đáp án chính xác đó là nói giảm nói tránh. Đáp án C. Bây giờ thì hãy cùng với cô trả lời những câu hỏi. Câu 1 trang 134 sách giáo khoa ngữ văn lớp 7. Tập 1. Tình cảm của nhà thơ với đất nước được thể hiện đồng nét ở những từ ngữ, hình ảnh, dòng thơ nào? Tình cảm nhà thơ đối với đất nước được thể hiện đồng nét ở những từ ngữ, hình ảnh và giọng thơ là Tôi yêu đất nước này áo rách, tôi yêu đất nước này như thế, yêu cây cỏ ở trong vườn, yêu mẹ tôi chịu khó chịu thương, yêu một giọng hát hay. Câu 2 trang 134, sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, Tập 1. Hình ảnh đất nước hiện lên như thế nào trong cảm nhận của nhà thơ? Hình ảnh đất nước hiện lên trong cảm nhận của nhà thơ là đất nước này áo rách, ý là nói đất nước vẫn còn nghèo khổ. Đất nước nơi có căn nhà dột phên không ngăn nổi gió, nơi có mọi người vẫn yêu nhau và nhớ về nhau, chờ đợi nhau. Đất nước nơi có người mẹ chịu thương chịu khó của tác giả và cuối cùng là đất nước nơi có những người có giọng hát hay. Câu 3, trang 134, sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 1, xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong các dòng thơ Lòng vẫn thương cây nhớ cội hoài. Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ trên là Nhân hóa, tác dụng là nhằm làm cho sự vật trở nên gần gũi hơn, thể hiện được dụng ý của tác giả là cây nhớ cội, nghĩa là con người nhớ về quê nhà, nhớ về quê hương của mình. Câu 4, trang 134, sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 1. Khác dòng thơ, căn nhà dột phên không ngăn nổi gió, vẫn yêu nhau trong từng hơi thở. Gợi cho em những liên tưởng gì về đất nước, con người Việt Nam. Các dòng thơ trên đã gợi cho cô liên tưởng về một đất nước Việt Nam phải trải qua nhiều khó khăn Và khó khăn ấy chính là cái nghèo của người dân Tuy vậy thì con người Việt Nam vẫn dành tình yêu thương cho nhau Tương thân tương hái giúp đỡ nhau vượt qua nghịch cảnh chúng ta sẽ sang phần viết viết đoạn văn khoảng 10 đến 15 câu nêu cảm nhận của em về tình cảm của nhà thơ với đất nước, con người được bộc lộ trong đoạn trích trên. Các em hãy tham khảo đoạn văn dưới đây nha. Đoạn trích trên đã khiến cho em vô cùng xúc động về tình cảm của nhà thơ với đất nước, với con người. Từng câu thơ trong bài đều được tác giả gửi gắm một tình cảm hết sức chân thành. Mở đầu đoạn thơ, tác giả bộc lộ tôi yêu đất nước này áo rách từ áo rách trong câu thơ trên được sử dụng với biện pháp nói giảm nói tránh, ý muốn nói tới một đất nước Việt Nam còn nghèo, còn nhiều khó khăn. Tuy vậy, tác giả vẫn yêu, dành cho đất nước một tình cảm to lớn. Đất nước, đó chính là căn nhà dột, phên, không ngăn nổi gió. Biết bao nhiêu là trong gai và khó khăn như vậy, nhưng con người nơi đây vẫn luôn mạnh mẽ, kiên cường. Bởi lẽ, họ yêu nhau trong từng hơi thở, lòng vẫn thương cây lòng vẫn thương, cây nhớ cội hoài. Con người Việt Nam sống bản lĩnh trong nghịch cảnh, luôn biết yêu thương đồng loại của mình. Bên cạnh đó, tác giả còn bày tỏ tình cảm của mình thông qua việc nhắc đến một loạt các hình ảnh như là cây cỏ trong vườn, mẹ tôi, giọng hát. Lại một lần nữa, động từ yêu kết hợp với các biện pháp tu tường điệp ngữ như là là từ như, từ có để nhấn mạnh tình cảm sâu đậm của tác giả dành cho quê hương và con người. Tình yêu đó thật mạnh mẽ, nó xuất phát từ những điều bình dị và quen thuộc nhất. Chính là điều, chính điều đó để giúp cho nhà thơ ngày một trưởng thành. Trong mỗi chúng ta, chắc hẳn ai cũng sẽ có một tình yêu quê hương đất nước theo cách riêng. Điều quan trọng là chúng ta không bao giờ được quên những khó khăn trong quá khứ và những điều tuyệt vời xung quanh ta ở hiện tại. 3. Nói và nghe Câu hỏi trang 134, sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 1. Trình bày cảm xúc của em sau khi đọc một bài thơ hoặc đoạn thơ mà em yêu thích. Sau đây thì cô sẽ trình bày cảm xúc của mình sau khi đọc đoạn thơ yêu thích là Ơi con chim chiền chiền, hót chi mà vàng trời, từng giọt lòng lành rơi, tôi đưa tay tôi hứng. Đoạn thơ trên được trích trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của nhà thơ Thanh Hải thể hiện một trong những dấu hiệu đặc biệt của mùa xuân, đó là tiếng chim chiền chiện. Khi đọc đến đoạn thơ này, em đã rất ấn tượng với cách nhà thơ miêu tả tiếng chim. Thông thường, khi nhắc tới giọng hót của một loài chim, ta thường dùng những từ ngữ để miêu tả như véo von, thánh thót, vang rộng. Nhưng với nhà thơ Thanh Hải, tiếng chim đã được ẩn dụ một cách thú vị. Nhà thơ không chỉ cảm nhận tiếng chim bằng việc lắng nghe thông thường, mà còn chạm tới nó bằng nhiều giác quan khác nhau, là thị giác và xúc giác điều này khiến cho tiếng chim trở trở nên thật đặc biệt âm thanh của nó như là được đóng băng lại và tạo thành từng giọt long lanh giống như những bông tuyết mềm sốt vào mùa đông để rồi tác giả phải đưa tay ra hứng hứng được bao nhiêu là giọt long lanh là cảm nhận được hết giọng hót thánh thót phan trời của loài chim này có thể nói đây là một trong những hình ảnh mà tôi ấn tượng nhất trong bài thơ viết về mùa xuân này và như vậy là chúng ta vừa soạn xong bài ôn tập học kỳ 1. Cô xin chào các em nha. Và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về rách.